nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2014 và Mừng Xuân Giáp Thình 2004. Chiều ngày 2 tháng 2, trường tiểu học B Dĩnh Trường tổ chức hội thi ca múa nhạc Mừng Đảng Mừng Xuân Giáp Thình 2004, tham dự có thầy Trần Dân Hiền, hiệu trưởng nhà trường. Hội thi thu hút trên 120 thí sinh là học sinh các khối lớp tham gia biểu diễn giữa 29 tiết mục gồm hai thể loại hát và múa. Xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng, Bắc Hồ, tình yêu quê hương đất nước, biển đảo, ca ngợi thầy cô, mừng Đảng, mừng Xuân. Các tiết mục được các giáo viên hướng dẫn dàn dựng công phu cùng với sự phối hợp nhịp nhàng, lối diễn hồn nhiên không kém phần hài hước, dễ thương của các em đã tạo cho hội diễn sôi động, hấp dẫn, thu hút đông đảo phụ huynh đến xem và cổ vũ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba ở thể loại hát cho thí sinh lớp 1, 2 và trao giải nhất nhì ba ở thể loại hát cho thí sinh khối lớp 3, 4 và 5. Trao giải nhất nhì ba ở thể loại múa cho thí sinh khối lớp 4, lớp 5. Trong đó ở thể loại hát của khối lớp 1 và 2, giải nhất thuộc về tiết mục Cháu hát về đảo xa của thí sinh Ha Silat lớp 1C. Thể loại hát của khối lớp 3, 4 và 5, giải nhất thuộc về tiết mục Hào khí Việt Nam của thí sinh Phạm Hữu Nghĩa lớp 5C thể loại múa của khối lớp 4 và 5 giải nhất thuộc về tiết mục chuyện cũ mình bỏ qua của tập thể lớp 4C. Hội thi là hoạt động bổ ích nhằm giúp cho các em học sinh có một môi trường vui chơi tích cực, đoàn kết, giao lưu, học hỏi, thể hiện khả năng năng khiếu văn nghệ, tình yêu âm nhạc của mình. Đồng thời qua đây cũng nhằm góp phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ trong nhà trường, tạo không khí vui tươi phấn khởi những ngày xuân sắp đến.